Xin kính chào quý vị khán giả của AZ Phim Việt Nam. Trong cái series xây dựng dòng tiền thụ động ở trong phần 7 này thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị cổ phiếu chín muồi cũng có thể tăng giá nhiều lần, tăng tài sản nhiều lần chứ không nhất thiết là phải cổ phiếu tăng trưởng nếu nó sở hữu các cái điều kiện như sau. Quý vị sẽ cùng trải nghiệm trong thời gian tiếp theo đây. Cái câu chuyện này thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một cách rất là công khai trong cái series phân tích và định giá cổ phiếu. Đó, series định giá 69 cổ phiếu. Thì đây là nội dung chúng tôi làm ở trên kênh YouTube Chứng khoán TV AZ Fin Việt Nam vào ngày mùng 10 tháng 8 năm 2020 với cái tựa đề định giá cổ phiếu DVP, con gà đẻ trứng vàng cho nhà đầu tư. Thì với cái việc là chúng tôi đưa ra vì sao lại đưa ra định giá cổ phiếu Đình Vũ ở giai đoạn đó thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết như sau. Thì cổ phiếu Đình Vũ là một cái cổ phiếu chín muồi ở Việt Nam từ năm 2015. Đây quý anh chị có thể nhìn thấy doanh thu từ 2015 đến 2023 thậm chí còn giảm nhẹ cơ, không hề tăng một tí nào. Lợi nhuận cũng thế, đi ngang. Thế tại sao vào thời điểm năm 2020, lúc kết quả 2019 bị giảm so với 2018, AZ Fin lại mạnh dạn đưa ra cái định giá và cũng đánh giá rất tốt cái cổ phiếu Đình Vũ này? Thì tại sao lại như vậy? Thì chúng ta sẽ... Và tại sao với cái việc kết quả kinh doanh nó đi ngang như này mà lại mang lại cái hiệu quả cao đến vậy cho cái cổ phiếu Đình Vũ? Thì đây là tại cái thời điểm mà AZ Fin làm cái nội dung clip vừa rồi, tức là vào khoảng mùng 10 tháng 8 năm 2020, đến nay thì cũng nhỉnh 4 năm một chút. Thì ở giai đoạn đầu, quý vị có thể thấy đến năm 2022, đến tháng 3, tháng 4, thì diễn biến của Đình Vũ nó cũng chỉ tương đương với chỉ số VN Index mà thôi. Nhưng sau đó quý vị có thể nhìn thấy, đến bây giờ, tức là vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, thì Đình Vũ đã tăng tới 217,64%, trong khi VN Index tăng có 51%. Như vậy tăng gấp 4 lần so với chỉ số VN Index. Phải nói nó rất khủng khiếp chứ không hề đơn giản. Tức là tương ứng với cổ phiếu này tăng gấp 3,17 lần trong vòng 4 năm 3 tháng qua. Phải nói là một kết quả rất ấn tượng trong bối cảnh thị trường chứng khoán chỉ tăng có 50% thôi. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó là một cái kết quả rất bất ngờ. Vậy thì vì đâu một cổ phiếu chín muồi như Đình Vũ mà lại có thể mang lại hiệu quả cao đến như vậy? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Thì hồi đó chúng tôi nghiên cứu rằng trong báo cáo tài chính của Đình Vũ thì công ty này không có nợ, trong khi cái lượng tiền mặt của nó, tiền đây là 16 tỷ 7, đúng không ạ, cộng thêm cái đầu tư tài chính ngắn hạn, đây chính là gửi ngân hàng, 904 tỷ. Như vậy tổng tiền của nó đã là 921 tỷ đồng rồi. 921 tỷ đồng. Và quý vị có thể thấy tiền tăng hàng năm này so với số cuối kỳ, tức là vào cái thời điểm tháng 8 ấy, thì lúc ấy mới có báo cáo tài chính quý 2 thôi nhé, chưa có báo cáo tài chính quý 3. Thế thì chỉ trong vòng có 6 tháng từ cuối năm 2019 đến đến giữa năm 2020 có 6 tháng mà tiền nó cũng tăng thêm khoảng 150 tỷ, 143 tỷ, rất mạnh, và nó cứ liên tục cao như vậy. Và nợ vay thì bằng 0 đồng. Đúng không ạ? Trong khi giá cổ phiếu Đình Vũ giai đoạn đó là 35.200 đến 35.500 vào ngày mùng 10 và 11 tháng 8 năm 2020. Thì với cái lượng cổ phiếu lưu hành là 40 triệu thì vốn hóa, tức là giá của toàn công ty này có 1.420 tỷ. Như vậy quý vị có thể thấy mua công ty 1.420 tỷ mà đã có 924 tỷ tiền mặt. Tức là nếu bóc cái tiền mặt ra thì giá cái công ty này chỉ có 500 tỷ mà thôi. Trong khi lợi nhuận của nó một năm, quý vị biết là bao nhiêu không ạ? Đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lên cái bảng lợi nhuận này. Đây, một năm lợi nhuận của nó là khoảng 260 đến 270 tỷ một năm. Kể cả năm thấp nó cũng phải hơn 240 đến 250 tỷ một năm. Đúng không ạ? Đó, như vậy trừ đi cái tiền lợi nhuận từ việc tiền gửi 900 tỷ đi chăng nữa thì lợi nhuận của nó vẫn còn phải 190 đến 200 tỷ, mà định giá công ty có bao nhiêu? Định giá công ty có 500 tỷ thôi. Tức là PE nếu trừ đi tiền mặt nó chỉ bằng có 2.5 đến 2.6, 2.7 lần mà thôi. Phải nói là một mức định giá siêu hấp dẫn. Nhưng thực tế là thị trường chứng khoán nó không phải là hoàn hảo. Thế do đó người ta sẽ không nhận ra đâu. Thậm chí còn lâu người ta mới nhận ra. Quý vị có thể thấy ở đây, đến tận tháng 6 năm 2023 người ta vẫn còn chưa nhận ra cơ mà. Đó, tức là từ khi AZ Fin chia sẻ cái nội dung này, nó đâu đó gần 3 năm mà người ta còn chưa nhận ra. Gần 3 năm người ta còn chưa nhận ra. Nhưng mà khi người ta nhận ra thì chỉ trong một thời gian rất ngắn giá cổ phiếu tăng có thể gấp đôi. Có thể gấp đôi, quý vị nhé. Đó, thì đấy là cái thú vị, cái hay của phân tích
giá trị là như thế, trong một cái môi trường mà rất ít người có cái năng lực phân tích tốt, thì sẵn sàng có những cái cơ hội cho chúng ta hiện hữu, và thời gian nó rẻ, có thể kéo dài 1 đến 3 năm cơ. Có những trường hợp kéo dài 3 năm. Thì thoải mái cơ hội thời gian cho chúng ta tích lũy những cái cổ phiếu giá rẻ tốt như vậy. Được chưa ạ? Vậy cụ thể cái trường hợp Đình Vũ vì sao mà nó có thể tăng gấp 4 lần so với chỉ số VN Index trong vòng 4 năm qua, và lợi nhuận đạt tới 217% nếu tái đầu tư cả cổ tức trong vòng có 4 năm qua. Tức là tương ứng với lợi nhuận khoảng độ 33-35% một năm đấy. Không hề thấp một chút nào. Thì tôi xin lấy dữ liệu để quý vị cùng xem. Vào đúng cái ngày chúng tôi làm clip đó, trước đó thì chúng tôi nghiên cứu rồi, thì giá cổ phiếu ngày 10 tháng 8 năm 2020 là 35.500 đồng. Số lượng cổ phiếu lưu hành là 40 triệu cổ phiếu. Vốn hóa là 1.420 tỷ. Chúng ta lấy 35.500 đồng nhân với 40 là giá thôi. Lợi nhuận sau thuế 4 quý gần nhất, tức là tính 2 quý đầu năm 2020 và 2 quý đầu năm cuối năm 2019 thì là 247 tỷ. Còn thực ra là những năm trước đó bình quân nó khoảng 280 tỷ cơ. Thì EPS đó là 6.175 đồng. Cổ tức tiền mặt, nghị quyết đại hội đồng cổ đông vào tháng 6 năm 2020 họ tuyên bố là trả 4.000 đồng. Đó là cái năm thấp. Còn thậm chí năm trước đó thậm chí nó còn trả đến 4.500, 5.000 cơ. Thì PE chúng ta lấy PE của nó 35.500 đồng chia 6.175 đồng ra có 5.75 lần. Thì tức là một mức PE rất rẻ đã. Được chưa? Rất rẻ đã. Và nếu trừ đi 920 tỷ đồng tiền mặt thì vốn hóa của DVP 1.420 trừ 920 còn có 500 tỷ đồng thôi. 500 tỷ đồng tròn. Còn lợi nhuận sau thuế, tất nhiên khi chúng ta trừ đi 900 tỷ tiền mặt thì chúng ta cũng phải trừ đi cái phần lãi nhận được từ 900 tỷ, 920 tỷ tiền mặt để gửi ngân hàng, đúng không? Thì chúng ta trừ đi hẳn bao nhiêu? Trừ đi hẳn 78, 77 tỷ đi. 75 tỷ đi. Các anh chị nhá, trừ đi hẳn 75 tỷ đi. 75 tỷ phải đóng thuế 15 tỷ, đúng không? Để lợi nhuận trước thuế thì trừ đi hẳn 75 tỷ, nhưng thực sự là nó chỉ khoảng 60 thôi. Thế thì lợi nhuận sau thuế tối thiểu sau tiền gửi là 190 tỷ. Thực ra nó là hơn 200 tỷ đấy. Bởi vì gửi lãi của ngân hàng chỉ được 6% thôi, 9654 thôi, đúng không? Thế thì trừ đi 54, 55 tỷ tiền gọi là lợi nhuận trước thuế thì tương đương với lợi nhuận sau thuế chỉ trừ đi khoảng độ 44 tỷ thôi. Thì tức là lợi nhuận sau trừ nó phải hơn 200 tỷ cơ. Hơn 200 tỷ đi, 207 tỷ cơ. Nhưng chúng tôi thận trọng, chúng tôi để 190 tỷ đi. Thì PE loại trừ tiền mặt nó cũng chỉ 2.63. Còn nếu mà quay lại cái mức lợi nhuận bình thường 280 tỷ ấy, mà trừ đi 44 tỷ ấy, thì lợi nhuận nó phải là 236 tỷ. Thì như vậy PE nó bằng có 2.2 lần cơ. Đó thì chúng tôi thận trọng 2.6. Thì như vậy quý vị có thể thấy định giá nó rẻ đến như thế nào. Thậm chí rẻ đến mức nó lực cười điên rồ. Thì khi đó tỷ suất cổ tức tiền mặt 4.000 chia cho 35.5 là có 11.2, là những 11.27% cơ. Cao gấp đôi gửi ngân hàng. Mà trong khi đây lại là cái năm mà người ta trả cổ tức thận trọng, kết quả thận trọng cơ. Mà còn được như thế cơ. Còn nếu mà bình thường nó trả 5.000 đồng thì cổ tức nó phải là 14%. Đó. Thế như vậy là khi đầu tư cổ phiếu này thì trường hợp xấu nhất, tệ nhất, chúng ta nhận cổ tức nó rất cao. Trường hợp tích cực thì giá cổ phiếu tăng rất mạnh. Đấy, ví dụ trường hợp xấu thì tận từ tháng 10 năm 2000, tháng 8 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023 cơ, cứ nhận cổ tức tiền mặt tăng tăng. Nhưng mà trường hợp tốt từ tháng 6 năm 2023 đến nay chỉ hơn một năm thì giá cổ phiếu tăng phi mã, thì mang lại một cái lợi nhuận đột biến và rất mạnh cho các nhà đầu tư vào cái cổ phiếu Đình Vũ này. Đó, quý vị nhá. Đó, rõ ràng rất là tốt. Nhưng lưu ý quý vị thì quý vị áp dụng cái này thì phải áp dụng vào cái doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững, tức là lợi nhuận nó, cổ tức nó không phải là đột biến một năm mà nó có thể kéo dài nhiều năm. Vì sao Đình Vũ lại kéo dài được nhiều năm? Bởi vì cái cảng của Đình Vũ nó ở phía ngoài cái cầu ở dưới Hải Phòng ấy, có một cái cầu được xây thì tất cả những cái cảng phía trong thì chuyển thành kho rồi là nội địa thôi, thì nó ở phía ngoài, Đình Vũ ở phía ngoài khấu hao hết rồi, mà cái cảng có thể hoạt động rất lâu dài. Mà xuất nhập khẩu ở Việt Nam thì vẫn tăng trưởng rất mạnh. Cá biệt là năm 2022 có sự điều chỉnh thôi, 2023 lại trở lại tăng trưởng mạnh, và giá làm hàng container ở đấy là thuộc dạng thấp nhất trong nhiều năm rồi. Thế thì trong tương lai không thể thấp được, thấp hơn cả cái mức sàn quy định của nhà nước rồi. Thế do đó nó không thể thấp hơn nữa. Thế thì tương lai nó chỉ có thể tốt hơn thôi, hoặc là không thì nó đi ngay. Thì đấy là một cái sự bền vững như thế. Và cái cảng này thì quý vị đi trên cái cầu Lạch Huyện ấy, thì quý vị nhìn luôn xuống được ở bên tay phải. Nếu đi từ hướng Hải Phòng về Quảng Ninh, nhìn luôn ở phía bên tay phải là thấy luôn cái cảng ở phía đó. Ở ngay đầu cầu Lạch Huyện quý vị nhìn xuống và xem, thấy luôn cái cảng Đình Vũ ở đấy. Đó, thì chúng tôi cũng đi tham quan, cũng đi nghiên cứu rất là nhiều, và chúng tôi đưa ra được như thế. Lưu ý là cái lợi nhuận và cổ tức phải bền vững nhé. Chứ không nhiều quý vị lại áp dụng vào một cái doanh nghiệp
nó lại đột biến có một năm, thế thì kết luận là không đúng rồi. Ok không ạ? Thế như vậy là với mức định giá PE chỉ bằng hơn 2 lần sau dòng tiền thì rõ ràng cổ phiếu Đình Vũ là rất đáng để đầu tư. Đấy là về mặt định giá, còn về mặt dòng tiền cổ tức thì được những 11,27% trong trường hợp tệ nhất. Đúng không ạ? Đó, và quý vị có thể thấy đây, đây tôi nói rõ luôn, đây cổ tức năm 2020 đây. Của nó thấp nhất. Đúng không? Thì nó cũng được ở 4.000, tức khoảng 160 tỷ. Thì đây thực ra là cổ tức năm 2020 trả trong năm 2020 nó thấp thấp là bởi vì là nó dồn. 2019 trả thấp nhưng 2020 thì nó lại trả, nó lại bước sang 2021 một chút. Và quý vị thấy ví dụ 2016 đây, họ còn trả cổ tức bao nhiêu quý vị biết không? 8.000 đồng trên một cổ phiếu. 2015 thì họ trả 5.000 đồng trên một cổ phiếu. À họ trả 4.000 đồng trên một cổ phiếu. 4.000 đồng thì 2016 trả 8.000, 2017 họ trả bao nhiêu quý vị biết không? 2017, 2018 họ trả bao nhiêu quý vị biết không? Đó. Họ trả 4.500. Wow. Rồi sang 2021 họ trả 4.000, 2022 họ trả bao nhiêu đấy? 6.000. 2023 họ trả 5.000. Mà giả có 3 năm mà tiền họ dư 920 tỷ. Thế tại sao không đầu tư? Đúng không? Thì đấy là những cái cổ phiếu dù chín muồi nhưng nó vẫn tăng giá rất mạnh. Vậy thì chúng ta kết luận lại, nếu nó có cái gì dù chín muồi nó vẫn tăng giá mạnh hơn cả những cổ phiếu tăng trưởng, đúng không ạ? Thì thứ nhất đó là cổ tức trên thị giá phải cao. Lưu ý là trên thị giá nhé. Tức là cổ tức ở đây nó bảo là trả 50% thì chúng ta phải lấy 5.000 đồng trên cái giá thị trường. Trả 40% tức là phải lấy 4.000 trên giá thị trường. Chứ không phải là 40% là cao hoặc 5% cao. Đó là chỉ là trên giá 10.000 thôi. Chúng ta phải trên giá thị trường là 30, 40, 50, 60. Bởi vì cái điều này nhiều bạn còn mắng chúng tôi á. Các bạn bảo Vinamilk trả cổ tức những 38%. Cao thế. Tại sao giá không tăng? Thưa mấy quý vị, 38% của Vinamilk là 3.800 đồng. Còn giá cổ phiếu mà là 70 chẳng hạn thì 3.800 chia 70 thì giá cổ phiếu nó, cái cổ tức nó chỉ hơn 5% thôi. Chứ nó không phải 38%. Lưu ý là như thế, người ta công bố là trả 38% là trên cái mệnh giá 10.000 đồng. Còn cái tỷ suất cổ tức này cao hay thấp phải là trên cái giá thị trường. Đúng không? Như trường hợp Đình Vũ này, trả 4.000, 4.500, 5.000 trên giá có 35.500 đồng. Thì tức là nó được mười mấy phần trăm, so với gửi ngân hàng chỉ được 5-6%, tức là nó gấp đôi rồi. Còn ở Vinamilk thì sao? Họ trả cổ tức 38%, tức là 3.800 đồng trên giá những 70, thì tức là chỉ có hơn 5%. Thì trường hợp đó nó không phải là cổ tức trên thị giá cao đâu nhé. Được chưa? Còn Đình Vũ này vừa cao nhưng lại bền vững như tôi giải thích ở phía trên. Và phần thứ hai đó là tiềm lực tài chính nó phải mạnh để có thể tăng trưởng cổ tức. Tôi lấy ví dụ hai cổ phiếu chín muồi như nhau, định giá PE bằng cùng bằng 10 đi. Nhưng mà một cổ phiếu mà đang nợ người ta 1.000 tỷ và một cổ phiếu đang không nợ mà có 1.000 tỷ tiền mặt, thì dĩ nhiên định giá PE bằng 10 của cái cổ phiếu có 1.000 tỷ tiền mặt nó rẻ hơn rất nhiều so với một cổ phiếu đang nợ 1.000 tỷ. Quý vị nhá. Thì rõ ràng chênh nhau những 2.000 tỷ. Đó, chứ không phải là chúng ta cứ thấy PE rồi một số đặc điểm giống nhau là chúng ta kết luận là bằng nhau đâu. Thì trong cái trường hợp vừa rồi cái cổ phiếu còn nợ 1.000 tỷ ấy, thì PE bằng 8 vẫn còn đắt hơn cái cổ phiếu mà có 1.000 tỷ tiền PE bằng 10. Nhưng lưu ý là nó phải trả cổ tức tiền mặt cả. Được chưa? Vì sao đại bạn? Vì về cơ bản PE hai cổ bằng nhau, thậm chí cái cổ nợ nhiều PE thấp hơn. Nhưng mà tiền làm ra nó phải làm gì ạ? Nó đâu có trả hết cổ tức cho cổ đông. Mà nó phải trả nợ bớt đi. Nó chỉ trả cổ đông cổ tức một phần nhỏ thôi. Nhưng ngược lại cái doanh nghiệp mà có tiền cái dư cả 1.000 tỷ, thậm chí nó trả cổ tức còn nhiều hơn cả cái lợi nhuận sau thuế của nó cơ. Bởi vì nó dư tiền lúc ấy không đầu tư mở rộng, nó có thể vác ra nó trả nhiều hơn nữa cơ. Thế thành ra ví dụ EPS 5.000, một ông có khi chỉ trả 2.000 cổ tức, một ông trả 6.000. Nó khác nhau lắm. Thế do đó là cái việc định giá ở đây quý vị rất nhiều người bị hiểu lầm là cứ ổi lấy PE bằng nhau là như vậy là định giá bằng nhau. Không đâu. Đấy là sự khác biệt của người nghiên cứu chuyên sâu và người chỉ nhìn sơ qua thôi. Và đầu tư giá trị nó có nhiều cái ẩn sâu phía trong lắm. Rồi thứ hai là tiềm lực, đúng không ạ? Tiềm lực tài chính mạnh. Thứ ba là định giá cổ phiếu phải rẻ, có thể là theo PE, PB và có thể định giá theo chiết khấu cổ tức cũng được, thì nó đều phù hợp cả. Nhưng lưu ý là phải có cổ tức tiền mặt cao nhé, bền vững đấy. Tiềm lực tài chính mạnh và định giá rẻ, thì có ba yếu tố này thì kể cả cổ phiếu chín muồi cũng có thể mang lại siêu lợi nhuận cho các nhà đầu tư, với cái mức độ rủi ro của nó thì thấp hơn quá nhiều so với cổ phiếu tăng trưởng, mà lợi nhuận có thể cao hơn so với cổ phiếu tăng trưởng nhiều cơ. Thì do đó quý vị muốn lợi nhuận cao không hẳn là đầu tư tăng trưởng, mà đầu tư theo trường phái nào cũng được, nhưng nó phải có điều kiện đi kèm theo thì nó mới mang lại cái kết quả tích cực. Và
Trong một năm qua thì rất nhiều nhà đầu tư cũng hỏi chúng tôi là có cái lớp phân tích định giá cổ phiếu chứng khoán không? Thì thực sự là một năm mới có một lớp này thôi. Và tôi cũng chia sẻ luôn là tôi cũng không muốn mở vội đâu. Nhưng mà bởi vì lại có chục anh chị đăng ký trước rồi. Đăng ký trước đâu, có anh chị 3 tháng, có anh chị đăng ký trước 9 tháng rồi cơ. Thế do đó là chúng tôi phải mở. Phải mở vào ngày 22 tháng 11 năm 2024 này. Để quý vị quan tâm đăng ký thì nhanh tay đăng ký thì còn chỗ. Đấy tôi phải nói thẳng luôn như vậy. Ở cái Zalo 0977522860 trong cái giờ hành chính vào ngày làm việc thì các bạn ấy sẽ hỗ trợ quý vị. Thì đây là cái khóa duy nhất trong năm nay thôi. Còn năm sau thì chúng tôi cũng chưa biết là có mở không. Nếu có mở thì thường chỉ một khóa thôi. Đó. Đó, thì về cổ phiếu chứng khoán, phân tích định giá cổ phiếu chứng khoán thì nội dung khóa học đây gồm có 4 phần. Thì quý vị có thể tham khảo ở đây. Nếu quý vị là muốn tham gia thì hãy nhanh tay đăng ký nhé. Bởi vì một năm chỉ có một lần thôi. Đó, thì cái điều này thì công khai toàn bộ ở AZFIN Việt Nam rồi. Cũng không có úp mở gì cả. Thì chúc quý vị có những cái nội dung rất hữu ích trong cái quá trình ra quyết định đầu tư của mình ở cái series xây dựng dòng tiền thu nhập thụ động từ đầu tư cổ phiếu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.